Kính chào quý khách hàng, hôm nay là ngày 1 tháng 10 Giống như là khai trương đầu năm nha mọi người Tức là sau bao nhiêu ngày rồi thì ngày hôm nay mới lú cái mặt lên được cửa hàng nè Mấy tháng rồi rồi mà đóng cửa kính bưng Chưa có lau chùi gì hết nè mọi người thấy không? Bụi bậm không nè Đó, giờ mấy cái đám này xử lý làm sao đây ta? Giờ để em vệ sinh sạch sẽ rồi Bữa nào mình live stream mình bán sạch cái đám này nha mọi người Nè, nhiều không? Đó để em lia cho mọi người xem à bữa nào ai có muốn mua thì em livestream em bán thanh lý hết cái đám này luôn nha có nghĩa là nguyên cái đám trưng bày ở đây nè nè nó còn nguyên trong thùng luôn nè thấy chưa nguyên siêu nè thanh lý luôn chứ để làm cái gì đó thanh lý hết cái đóng này luôn nè đó khách hàng nào có nhu cầu mua gì thì bữa hai bữa nay em livestream nha em bán sạch cái đám này luôn chứ để làm cái gì nè có mấy cặp loa này nè em còn bốn năm cặp hàng thanh lý công ty nha còn nguyên thùng luôn đó Đây đó mọi người thấy nó đóng cái uh, này gọi là gì ta gọi là đóng bụi đúng không đó thấy chưa đó rất là nhiều sản phẩm ha thì uh, hôm nay ra đường thấy uh, người ta đi về đường thấy đông nghẹt nè vui lắm mọi người ai cũng vui hớn hở bao nhiêu ngày bị nhốt trong nhà rồi mà Nó như cái con này mọi người muốn muốn thanh lý không em thanh lý luôn con này nè em để trưng bày cửa hàng khi ra khiên vô không biết có trầy xước gì ta để em coi coi nó có bị trầy xước gì không nha Đây em lia cho mọi người xem nè Phía trên này mới kèm xà beng á Nè à, đó thành lý luôn Bữa hai bữa nữa rồi có trầy nè 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 Có trầy nè thấy không Rồi trầy rồi nè Không biết vào vào đâu mà nó trầy cái này Cái này cái má nhựa nha mọi người, người Rồi cái con này bữa sau đi Bữa sau quay video đi thì chủ yếu nội dung cái video này là cho mọi người biết là Hôm nay là đã lên cửa hàng được rồi Bán hàng trở lại được rồi Nhưng vấn đề chỗ nó có chữ Nhưng nè mọi người Có nghĩa là theo quy định của các đơn vị vận chuyển Viettel, uh, Vnbox Và giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm gì đó Là tất cả mấy cái đơn hàng của mình là từ 5kg trở lại Thì nó mới nhận nha Lớn hơn là nó cũng nhận chứ không phải là không nhận Nhưng nó không có đảm bảo cái cái cái, cái gọi là cái thời gian phát có nghĩa là mình mình bị ứ động có thể 15 cho đến 20 ngày có người cũng mà bị một tháng ha thì mọi người xem mua hàng online mọi người cũng đều biết là có một số đơn hàng mà khi mà khách hàng mà nhận được hàng xong thì mở ra bên trong là ta le học me hết rồi ha có nghĩa là chuột bọ gì nó cắn bung càng bung bọng hết rồi đó do nó ứ động lâu quá đó thành ra mọi người thông cảm giùm em nhé cứ từ từ bắt đầu từ ngày hôm nay thì em sẽ trả đơn khách từ từ ha có nghĩa là những đơn khách mà đặt trước thì sẽ giao trước đơn khách đặt sau thì sẽ giao sau và ưu tiên là những cái đơn nó nhỏ nhỏ nha mọi người hiện tại là các cái đơn vị vận chuyển người ta cũng chỉ nhận những cái đơn mà dưới 5 kg nha có nghĩa là mấy cái con vang số hoặc là bộ micro nè là ok thì người ta còn nhận chứ những cái đơn mà thí dụ như loa nè em lấy ví dụ nha loa to như thế này nè không phải là người ta không nhận nha nhưng mà người ta không có chắc chắn là giao hàng trong cái khoảng thời gian người ta thỏa thuận với mình có nghĩa là có thể 15 thậm chí là 30 ngày ha người ta không có hứa trước được đâu cũng vậy thôi từ bắc vô nam đều là như vậy chứ không phải là mỗi trong em ha ai không tin thì cứ đi mua hàng rồi biết mấy cái đơn hàng mà nặng ví dụ như là loa nè đẩy công suất nè hoặc là à, con súp nè đó thì vui lòng chịu khó chờ ít hôm giùm em theo thông tin từ bưu điện người ta phản hồi là phải 3 4 ngày nữa để xem cái thông tin mới ha. Chứ hiện tại là quy định hiện tại là các cái đơn hàng dưới 5 kg là người ta mới nhận ha. Và cái thời gian phát là người ta cũng không có đảm bảo cho mình đâu nha mọi người. Có nghĩa là nó sẽ chậm hơn bình thường 2 đến 3 ngày. Do đó mọi người thông cảm chờ từ từ giúp em nha. Các cái đơn hàng thì em sẽ sắp xếp từ 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 một nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip